Quý vị khán giả thân mến, nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu là đối tượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo hộ thông qua việc cấp văn bằng bảo hộ hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu đã được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Trong chương trình Phát triển tài sản trí tuệ hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mà chương trình chia sẻ về bảo hộ nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác ở khu phố Lộc Trác, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh chuyên sản xuất các loại rau rừng theo việt gáp như cốc, rau quế dị, trăm ổi, trăm sắn, chiết, bí bái, bứa, mặt trăng, lộc dừng, cách, bằng lăng nước, chum mồi. Tổ đã đăng ký thành công nhãn hiệu Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác được cấp theo quyết định số 96738 ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Cục Sở hữu trí tuệ. Từ ngày 19 đến 20 tháng 1 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Nho Nho đánh giá kết quả rau rừng Lộc Trác đạt yêu cầu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Nho Nho đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận sản phẩm rau cốc, rau quế dị, rau trăm ổi, rau lộc dừng, rau cách, rau mặt trăng, rau trăm sắn, rau chiết, rau bí bái, rau chùm mồi, rau nhái, rau bứa của tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác là phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt việt gáp cho rau quả tươi an toàn. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Gia Lộc và Phòng Kinh tế thị xã Trảng Bàng thực hiện trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác. Có thể thấy, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là việc quan trọng và mang lại nhiều ý nghĩa cho tổ hợp tác. Sản phẩm rau rừng đạt tiêu chuẩn việt gáp và mang nhãn hiệu riêng thể hiện chất lượng của sản phẩm và sự uy tín của nhà cung cấp, mang lại sự lựa chọn an toàn cho khách hàng. Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác là một trong số 4 đơn vị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2022 và đã được công nhận. Tuy nhiên, con số này là quá ít ỏi so với tổng số tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Trong giai đoạn năm 2017 đến năm 2022, thì Sở Khoa học Công nghệ thực hiện cái hỗ trợ về tài sản trí tuệ theo cái quyết định 53 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cái quy định hỗ trợ ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển thị trường cũng như bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thì đối với cái chính sách này thì Sở Khoa học Công nghệ cũng đã phối hợp với Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan tổ chức hơn 20 cái hội nghị để thông tin tuyên truyền về chính sách này đến các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Và Sở cũng đã hướng dẫn cho gần 150 doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tiếp cận với cái việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Thì theo đó thì chúng tôi đã tiếp nhận được 39 đơn để được hỗ trợ cái chính sách này. Và đến nay thì có 4 đơn vị là đã nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ để được xác lập cái quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể là trong cái giai đoạn 2017 đến 2022 thì Sở Khoa học Công nghệ đã hướng dẫn cho 4 đơn vị như sau để đăng ký bảo hộ cái nhãn hiệu tập thể cũng như là cái nhãn hiệu chứng nhận. Thứ nhất là Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác ở xã Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng đăng ký bảo hộ cho cái nhãn hiệu Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác cho sản phẩm rau rừng. Thứ hai là Hội Nông dân thị xã Hòa Thành đăng ký bảo hộ cái nhãn hiệu tập thể nhãn Hòa Thành cho cái sản phẩm nhãn. Và thứ ba là Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh đăng ký nhãn hiệu chứng nhận bò Tây Ninh cho các sản phẩm và dịch vụ từ các con bò chăn nuôi thả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Và thứ tư là Hợp tác xã Cây ăn trái Bào Đồn thuộc xã Bào Đồn, huyện Gò Dầu đăng ký cái nhãn hiệu tập thể Bào Đồn cho sản phẩm sầu riêng. Thì hiện nay thì Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trác và Hội nông dân thị xã Hòa Thành thì là đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận văn bằng bảo hộ. Còn đối với hai sản phẩm còn lại là chỗ Chi cục Chăn nuôi Thú y Tây Ninh và Hợp tác xã Cây ăn trái Bào Đồn thì đang chờ Cục Sở hữu trí tuệ xem xét để thẩm định cấp văn bằng bảo hộ. Và một
Mặt khác, trong cái giai đoạn này thì chúng tôi cũng tiếp tục hướng dẫn cho hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến thuộc thị xã Trảng Bàng để gia hạn và sửa đổi cái giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể Trảng Bàng đối với sản phẩm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, và hợp tác xã muối ớt Gò Dầu gia hạn đăng ký cái giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể Tây Ninh cho sản phẩm muối ớt Tây Ninh, và cũng đang chờ cục sở hữu trí tuệ xem xét. Thì trong cái giai đoạn từ cuối năm 2022 cho đến nay thì Sở Khoa học Công nghệ thực hiện cái chính sách mà bảo hộ tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo cái tinh thần nghị quyết 42 vừa được Hội đồng dân tỉnh ban hành vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Thì theo đó thì sẽ hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ đối với các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, cũng như là đăng ký bảo hộ công nhận giống cây trồng mới thuộc cái chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn được khoảng 10 doanh nghiệp và tổ chức cá nhân có liên quan đến tìm hiểu về cái chính sách này. Thì hiện nay họ đang trong cái giai đoạn là hoàn thiện hồ sơ để nộp cho Cục Sở hữu Trí tuệ. Nghị quyết số 42/2022 ngày 9 tháng 12 năm 2022 quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó điều 2, mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ công nhận giống cây trồng mới. Thứ nhất, đối với đăng ký bảo hộ trong nước, đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế 30 triệu đồng một đơn, đối với đơn đăng ký bảo hộ công nhận giống cây trồng mới 30 triệu đồng một đơn, đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 15 triệu đồng một văn bản bảo hộ, đối với đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 15 triệu đồng một văn bản bảo hộ. Thứ hai, đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, 60 triệu đồng một đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. Quý vị khán giả thân mến, tiếp theo trong chương trình hôm nay là phần trao đổi với luật sư Phan Văn Vĩnh đến từ Đoàn Luật sư Tây Ninh. Nội dung liên quan đến chính sách pháp luật về công nghệ tài sản trí tuệ hiện hành của Việt Nam. Vậy thì thưa luật sư, đánh giá chung về chính sách pháp luật định giá công nghệ tài sản trí tuệ hiện hành ở Việt Nam thì luật sư sẽ có những cái chia sẻ và những cái đánh giá như thế nào ạ? Trên tạp chí Cộng sản online ngày 4 tháng 6 năm 2023, tức là mới đây đó, đã khái quát như sau. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Trong đó có các quy định liên quan đến hoạt động định giá công nghệ, tài sản trí tuệ, quản lý và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Theo đó, thì tổ chức đánh giá định giá công nghệ là tổ chức cung cấp dịch vụ, chuyển giao công nghệ, thực hiện dịch vụ đánh giá và định giá công nghệ với vai trò như là một tổ chức trung gian trong thị trường khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy và đưa công nghệ từ bên bán đến bên mua được thuận lợi hơn. Mặc dù vậy thì hiện nay những chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động này vẫn còn rất thiếu, nhất là những biện pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động định giá công nghệ và tài sản trí tuệ. Vì vậy, theo chúng tôi thì cần có những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển hoạt động định giá công nghệ và tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Riêng trong phạm vi tại tỉnh nhà Tây Ninh mình, thì gần đây Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều chính sách hướng tới việc hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung. Trong đó có chính sách hỗ trợ chi phí cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ. Hy vọng đây sẽ là những cái thuận lợi giúp cho từng doanh nghiệp sẽ có ý thức hơn về việc tự bảo vệ tài sản vô hình của mình, nhằm mục đích ngày càng phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Dạ vâng, cảm ơn luật sư với những thông tin chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt.